chọn muối tôm đấy, muối tôm cho phát biểu cảm tưởng khi mà tham gia chương trình và xem lại chương trình mà có mình. Có một cái cảnh lúc mà em đứng ở cái hồ á, mà mình diễn tả sự tức giận của mình á với bạn chia sẻ sau khi rời hành trình về á, thì trong tất cả những cái công việc em làm sau này á, thì em luôn nhớ về cái hình ảnh đó và em luôn cố gắng giữ cái bình tĩnh của mình. Thưa quý vị và tất cả các bạn, một tuần chờ đợi lại đến và chúng ta lại có mặt trong chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Và chúng ta lại lo toan bề bộn với những thành viên trên hành trình. Họ có những mối quan hệ vô cùng khăng khít, nhưng cũng có những mối quan hệ có thể nói là vô cùng rắc rối mà chúng ta đang muốn tháo gỡ. Nhưng tháo gỡ làm sao đây, khi mà chúng ta càng cố gắng thì hình như lại càng bùng nhùng khó gỡ hơn. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu chương trình. Trên môi em cho lòng anh luôn khát khao với một ngày mai mình cùng chung bước đi đến nơi thiên đường. Ở nơi đó có đôi mình thôi, và ở nơi đó chỉ có tình yêu. Tình cảm của dâu vẫn dành cho máy bay, trong khi chim sẻ vẫn chưa biết tình cảm mình dành cho ai. Cò vẫn dành tình cảm cho chim sẻ, ngựa vằn vẫn là một chàng trai khó hiểu. Ròm và gà điện ngỡ đã làm lành, nay lại có mâu thuẫn. Và rồi những ngày trải nghiệm thú vị trên đảo Phú Quý đã trôi qua. Có lẽ với họ, đó là những ngày tháng không dễ quên. Bắc Bình là một huyện phía bắc của tỉnh Bình Thuận, giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận. Xe Hồng sẽ đưa các bạn đến với thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh. Đây là vùng chăn thả gia súc như cừu, dê, bò lớn nhất tỉnh Bình Thuận. Có những đàn gia súc lên đến hàng ngàn con. Ở đây, những người du mục phần lớn lấy chòi làm nhà. Chỉ đơn giản với vài tấm tôn, vài cây tre, phương tiện sinh hoạt dường như ở mức tối thiểu, ngay cả điện nước cũng không có. Có lẽ những khó khăn trước mắt càng làm cho 7 thành viên thêm háo hức trước nhiệm vụ trải nghiệm lần này, đặc biệt là dâu. Mình chia ra hai top đi. Chia ra hai top thì top nào mà về nhất thì top đó thắng. Và để dễ dàng hơn trong việc tìm và xin một chỗ trọ, trưởng nhóm dâu đã rất thông minh khi lựa chọn cho mình một người cộng sự vô cùng điển trai, lại ăn nói lưu loát. Giúp cho tụi con được sử dụng cái lều này trong vòng khoảng 2 ngày thôi, đúng không ạ? Được chứ. Vậy là cuối cùng dâu và máy bay cũng đã tìm được chỗ trọ cho 7 thành viên. Có một điều thú vị mà đến giờ các thành viên mới được biết. Đó là những cánh đồng chăn thả bao la nơi thôn Hải Thủy này chính là bối cảnh của bộ phim truyền hình dài tập Cỏ Biếc của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng. Bộ phim đã đoạt giải trong liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 33 năm 2013. Hai đèn pin. Làm gì? Trở về thực tại, theo như sự phân công của trưởng nhóm dâu, Cò và chim sẻ sẽ đi chợ để chuẩn bị bữa cơm chiều cho mọi người. Cái chuyện tình cảm nó chi phối á, thì là anh đang muốn quan sát, thì anh đang muốn trải nghiệm. Khi mà đến một lúc nào đó anh cảm thấy người ta có một điểm gì đó, có một điều gì đó khiến anh phải ngói mặt lại anh nhìn. Các thành viên còn lại thì tranh thủ ra đập nước trong thôn để tìm một ít tôm cá để cải thiện bữa ăn. Chiều hôm ấy, dường như lâu lắm rồi, người ta mới thấy được nụ cười rạng ngời của dâu khi được bên cạnh máy bay. Rõ ràng việc phân công chim sẻ đi chợ với cò là quyết định hoàn toàn hợp lý của nhóm trưởng dâu. Chỉ thiệt thòi cho những chú cua thôi. Đi chợ bên cạnh cò, chim sẻ tíu tít nói cười. Nhưng dòng nhật ký của chim sẻ ngày hôm đó thì... Hôm nay cảm giác dâu và máy bay đã thân hơn rất nhiều. Không cần phải hẹn hò, họ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Có chút gì đó. Đã có đủ nguyên liệu để nấu bữa cơm tối. Và lúc này, những khó khăn đã bắt đầu xuất hiện. Chú ơi, chú giờ ở đây lấy nước là... Gạo trên xe Hồng phải không? Có mang cái gì xuống đâu? Không, sao không chứ? Ừ, chưa mang cái gì xuống. Đi xe máy. Ngay cho ngã ba chạy lên thế cho ngã ba người ta đổ nước tại đó mà. À.
những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Và đây là cách mà họ bảo vệ miếng ăn của mình. Trong cái khó ló cái khôn, các thành viên đã tranh thủ tắm mưa để tiết kiệm nước. Có một người không quan tâm tới việc đó lắm, bởi vì anh chàng đang thừa nước đục thả câu. Không chỉ đe dọa đến bữa ăn, giờ cơn mưa còn đe dọa đến cả chỗ ngủ của họ nữa. Ủa vậy ông chị ơi, đội mưa đội nắng vậy đó. Và cuối cùng, họ đã có một bữa cơm tối thật khó quên trong ngày đầu tiên sống với cuộc sống người du mục. Rõ ràng là chúng ta thấy là khi mà đến với hành trình kết nối những trái tim thì các bạn đang có những trải nghiệm tuyệt vời. Đúng rồi, chính xác. Luôn luôn là như vậy, và có những trải nghiệm mà chắc chắn là nó không còn là kỷ niệm nữa mà nó sẽ trở thành những ký ức không thể nào quên đối với các bạn. Và em thì nghĩ là ở những cái trải nghiệm như thế này, nắng nóng như là điều kiện thì vô cùng khắc nghiệt. Đúng rồi. Và cả cái bữa ăn mà chúng ta nhìn thì cũng gần như là không có gì. Thì tự nhiên Lan Phương lại có cảm giác rất là muốn chờ đón tiếp theo, bởi vì trong cái lúc mà cái hoàn cảnh nó khó chịu, nó làm cho con người ta bức bách thì rất là dễ xảy ra mâu thuẫn. Đấy là bạn thôi. Động. Còn tôi bây giờ tôi cho rằng cái một khi đã có sự hơi ghen tuông, hơi tranh giành trong tình cảm thì ở kể cả ở khách sạn 5 sao đi resort vẫn cứ có cái cảm giác bức bối như thường. Đúng. Còn nếu người ta có tình cảm đẹp, người ta có tình yêu đẹp thì tắm mưa, uống nước mưa, ăn cơm cháy vẫn cứ yêu nhau đắm đuối. Tôi nghĩ là như vậy. À, ngày hôm nay á, thì mình chăn bò thì chắc là sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm sẽ đi chăn bò, một nhóm lại nấu cơm để đem theo vào buổi trưa. Thì hôm qua thì Kim sẽ với lại anh Cò đi rồi, thì bây giờ dâu ở lại. Dâu với lại anh lấy bay. Có lẽ hơn ai hết, ngay lúc này chim sẻ đã rất muốn được làm trưởng nhóm. Mặc quần sọc đỏ, đội nón đỏ khi đi chăn bò, không biết gà điện đang muốn gì. Có lẽ sau ngày hôm nay, ngoài nỗi sợ gà, sợ điện, anh chàng sẽ còn thêm một nỗi sợ nữa, sợ bò. Đi xuống đây dưới rộng kìa. Không chỉ sốc vác trong công việc và hoạt động nhóm, mà chàng trai đến từ phố biển Quy Nhơn còn rất năng nổ trong những việc như thế này. Ôi cha, ôi cha. Dâu là cái cô gái mà lạnh lùng một cách tính nhất. Dâu có những người con trai trong tình trạng của mình đó, là giống như là với cái người mà dâu đưa ra thì nó như vậy. Cho hành trình. Thì là vậy. Thì dâu sẽ không muốn mở lòng mình ra, nhưng đến thời điểm này dâu đã bắt đầu mở lòng với mọi người và bắt đầu hòa mọi người thôi. Dường như những lời của chim sẻ đã không chỉ là lời nói. Những ngày gần đây, người ta thấy dâu đã mạnh mẽ hơn trong việc tiếp cận đối tượng của mình. Hôm qua thì chim sẻ với lại anh Cò đi rồi, thì bây giờ dâu ở lại. Còn lại mọi người thì đi chăn bò. Dâu với lại anh máy bay. Và đây có phải là kế điệu hồ ly sơn? Ôi trời. Trong hoàn cảnh như thế này, với bánh mì và xúc xích đã là ngon lắm rồi. Chứ nếu thấy được hình ảnh như thế này, không biết chim sẻ còn muốn ăn nữa không? Không biết anh Ngựa Bằng có nói với mấy. Bằng nói là những cái tính tốt á, em có nói về anh, về tính gia trưởng. Ngựa Bằng nói ủa quái lạ. Tại sao con... Nhưng mà em thích như vậy. Mà bây giờ sao giờ? Hay. Em nói gia trưởng không có xấu. Gia trưởng là một người đàn ông biết nghĩ cho cộng đồng á, mới là gia trưởng. Chứ không phải là một người đàn ông nghĩ cho mình. Đúng là yêu nhau củ ấu cũng tròn. Chỉ tội cho những người du mục không chuyên đang ngồi chờ cơm ngoài đồng. Nhau được 5 củ ít đâu. Mà cuối cùng là mì cao sản không ăn được rồi. Cuối cùng gà điện và Cò phải về lấy cơm. Nhưng dường như không chịu được cơn đói, Ngựa Vằn đã rủ chim sẻ đi vào nhà dân gần đó để tìm cái lót bụng. Dạ con chào cô.
Thì hôm nay có dịp được đi ngang qua đây, tụi con trải nghiệm ở nhà của cô Mai để tụi con đi chăn bò. Sáng thì có phân công là ai nấu ăn hết rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại thì cái tốp chăn bò thì là không có gì ăn cả. Tụi con có thể xin cô một vài trái bắp được không ạ? Vô đây ăn luôn đi, sẵn nhà đốn xèo. Dạ cô. Có bắp ở đây, cô luộc nồi bắp đi, xong cô nướng rồi cho ăn luôn, vô đây ăn luôn đi con. Hiện tại mình ăn hai cái bắp này đó. Rồi, cảm ơn cô nhiều quá. Con ngủ gặp chiếm anh. Quãng thời gian dài ở nhà để nấu cơm cùng nhau dường như chưa đủ với họ. Mà cha Hà Nội thì rất là gan lăng. Em không thích kiểu người như mũi tên. Ví dụ như thích chim sẻ, cái gì cũng chim sẻ, gì cũng chim sẻ. Trong khi đó, Rồng thì sao, em thì sao? Đột nhiên. Rồi. Được chưa? Được rồi, chụp được rồi. Không cắn thì thôi à. Hết hơi rồi, nó phen rồi. Cắn là nó cắn đầu tiên thôi. Meo meo meo. Sao nó cắn vậy? Đã lắm rồi, đã lắm nhưng run đấy. Không sao, nhưng mà nó cắn hay sao không anh? Không cắn. Giờ đưa tay vô không cắn luôn đúng không? Không cắn rồi, nó hết cắn cái đó. Ôi trời. Trời. Nó cuối cùng nó là mì cao sản không ăn được rồi. Có. Muốn thì giúp cho. Dường như những xung đột va chạm do chính mình và gà điện đang đến hồi khó đỡ. Hay vì sự hiện diện của chàng trai đến từ phố biển, mà gần đây người ta thường thấy nét ưu tư trên khuôn mặt của Rom. Trong lúc mọi người quan tâm tới miếng ăn, thì cô nàng lại quan tâm tới một việc khác. Ở đây có người yêu không anh? Có hả? Nếu thật sự có bùa yêu, thì có lẽ chim sẻ cũng cần đến nó, chứ không riêng gì Rom. Anh đừng có chỉ anh ơi. Đừng có chỉ, mấy bạn đang ế, bạn đang hỏi để mà dò hỏi dò đó. Riêng Rom thì anh tuyệt đối anh không chỉ luôn, tại vì cô ta là người đang ế nhất hành trình. Nên là anh mà anh chỉ là cô sẽ tìm cách mọi giá để mà cô mua thuốc để mà bị đầu độc có bốn chàng trai. Ghê. Sau khi bắt rắn xong, giờ không biết dâu vào máy bay chuẩn bị bắt gì. Mấy bạn bài game giới thiệu cũng điển trai như Hàn Quốc vậy. Cũng chắc là con ông to và lớn gì đấy. Mà vui, tự nhiên bữa đấy đi, hai người lần đầu tiên gặp nhau đi coi phim. Đập chiếc phim chả có ai nữa anh ạ. Còn cái người sau này, từ hồi cuối năm đại học. Thì cái vấn đề lớn nhất là kiểu như em không thích người đàn ông phản bội. Anh này phản bội. Chứ còn gia đình là, lúc đó gia đình cấm quen ngay từ đầu rồi. Nhưng mà em vẫn quen. Gia đình em? Gia đình em nói là không hợp tuổi. Cậu này còn quá trẻ so với con. Rồi thế này thế kia, rất là nhiều lý do. Nhưng mà em vẫn quen. Xong rồi lúc em nói với mẹ em không quen nữa. Trời ơi, con ơi là con, mẹ yêu con nhất. Trời đất ơi. Luyên thuyền nói cười, đi từ cánh đồng này sang đến cánh đồng khác. Dường như dâu không thấy mỏi chân. Nhật ký ngày hôm đó của dâu có những dòng khó hiểu như thế này. Cảm xúc đâu phải trò chơi, thời gian sẽ gõ cửa tất cả. Còn trong nhật ký của máy bay, nửa ngày đi bên cạnh nhau, lang thang qua các ruộng lúa xanh bạt ngàn, qua những vũng sình lầy, qua những đồng cỏ ngút ngàn. Gã nói chuyện như bị ép buộc, thường xuyên bị dội ngược và tắc tịt trong các câu chuyện dọc đường đi. Nàng tự hào và sang trọng qua từng câu chữ, còn gã thì chả thích tẹo nào ba cái mớ huy chương nàng tự phong đó. Thứ đó ngoài xã hội, gã đã nghe đến phát ngán trong những cuộc nhậu, trong ánh đèn màu khi họ thét vào tai, át tiếng nhạc chát chúa. Cô gái này còn gì hay hơn không? Tiếp tục tìm xem. Hay nhở? Đầu tiên phải khen là máy bay văn chương viết quá hay và cái cảm nhận cũng rất là tinh tế và rất là sâu sắc. Khi mà giữa hai người nói chuyện với nhau, mà một người nói về bản thân mình nhiều quá, tâm ra người kia sẽ chán. Đây là tình trạng như vậy, nhưng mà dâu là không nhận ra điều đó. Là cảm thấy giống như mình phải bộc lộ ra hết những cái gì mình có để mà mình để anh chàng máy bay này hiểu mình hơn. Nhưng mà thực chất là anh chàng máy bay này càng ngày càng chán hơn. Em nghĩ là sẽ có sự bùng nổ giữa chim sẻ và dâu đó. Chim sẻ. Bởi vì nó sẽ giống như là dạng tức nước vỡ bờ hai lần rồi. Mà đã hai lần nghe rồi
lần thứ ba chắc chắn nếu mà như vậy thì sẽ có chuyện. Ui dầu đúng là người có quyền có chức khác hẳn. Em đồng ý, đồng ý. Nhưng mà đúng là hồi nãy cũng có cái lúc mà chim sẻ, hình như có phải là lần đầu tiên bạn ấy bắt đầu nói với một người khác về dâu là bạn ấy tỏ ra bạn ấy không thích. Hơi bất bình. Dâu lạnh lùng, dâu thế này thì kia. Đó, hơi bất bình. Thì bắt đầu nó sẽ nhen nhóm từ từ, rồi nó sẽ bùng nổ, chắc chắn là như vậy. Còn bé Ròm thì vẫn cứ vô tư hồn nhiên. Và bé Ròm bắt đầu nghĩ đến việc gọi là dùng bùa ngải để có tình yêu. Vẫn là cái không gian thật đẹp, cái trải nghiệm thật là thú vị. Đi chăn bò cầm trên roi đàn to, bò không đi ta lấy cái roi ta đập đít bò, bò cứ nhảy tưng tưng. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho bữa cơm tối thì người ta thấy sang trắng tâm lý. Phải chăng vì những hình ảnh vừa rồi mà dâu muốn gửi đến máy bay những lời thế này? Mà đối với em á, một khi mà em có tình cảm với một ai á thì em không... Em không... em ít khi nào mà lại... Ví dụ như em thích anh đi, thì em sẽ tập trung vào anh. Chỉ anh thôi, một người thôi. Chứ ít khi nào mà... Đó là... Đang mang đúng không? Hả? Biết khi nào lan man đúng không? Em không thích như vậy tại vì cái tình cảm anh mà... không thích như vậy đâu. Em cũng thích vậy. Rồi. Ông đi không, ông giả bộ đi ra đi vô. Ông không chịu. Người trong đây là đúng thì tôi bỏ vô tôi rửa ra được. Dạ mẹ, dạ chị bỏ đi chị. Nãy giờ em lầm lũi không ai quan tâm em hết, em buồn. Tớ ngồi kêu rảnh cái gì làm. Câu chuyện ba người chim sẻ, máy bay và dầu có vẻ đã phức tạp hơn. Hãy nghe một người ngoài cuộc nói về chuyện đó. Máy bay có những cái lời nói hoặc những cái hành động mà làm cho chim sẻ buồn. Chim sẻ nghĩ là máy bay không để gì tới mình á, nên là chim sẻ dần giữ tình cảm đó trong lòng mà không thể hiện ra bên ngoài. Cho tới cái lúc mà máy bay chính thức là tìm hiểu dâu, quan tâm dâu, hẹn hò dâu thì chim sẻ không có còn tự tin để bộc lộ cái tình cảm của mình nữa. Em chắc chắn là cái tình cảm mà anh chim sẻ dành cho anh máy bay á nó nhiều hơn là dành cho Cò bây giờ, nên là em nghĩ chim sẻ đang tìm cách khỏa lấp. Có lẽ những nhận định của Rom khá chính xác. Dầm rồi. Đâu? Đâu? Tối hôm đó đã lâu lắm rồi người ta mới thấy Ngựa Vằn ngồi tâm sự với một cô gái chứ không phải để bày một trò chơi. Hiện tại thì tình cảm của em với ba chàng trai còn lại sao rồi? Em hả? Thì em cũng mến anh Cò, tại vì em nghĩ anh Cò là có thể là một cái người mà sau khi hết hành trình rồi, sau khi không còn ở trên hành trình nữa, nếu mà ở bên ngoài thì tụi em có nhiều cơ hội cho nhau nhiều hơn. Lúc trước có ấn tượng với anh máy bay thì, và em cũng là người hỏi mọi người về anh máy bay, giữa anh máy bay và anh Cò thì như thế nào. Hồi chiều anh hỏi dâu về chuyện tình cảm giữa dâu và máy bay thì dâu lại đẩy qua cho em, nên là nếu thật sự mà em như thế nào thì anh nghĩ rằng là giữa các cô gái nên có cuộc nói chuyện với nhau, cũng như là nói rõ quan điểm của mình, chứ không để tức là người này nhường người kia nhường người nọ, xong cuối cùng là... Thì ra, Ngựa Vằn làm quân sư trò chuyện ba người. Hãy nghe xem người thứ hai nói gì. Dâu có một cái ưu điểm nổi bật luôn, đó là rất thông minh và có tài. Gần như một cái biệt tài của dâu là dùng lời khen để mà chê người kia. Và chính điều đó đôi khi lại tạo nên một cái khuyết điểm của dâu. Dâu luôn tự hào chia sẻ rằng là trong quá khứ dâu đã từng quen một người nước ngoài, những người lớn tuổi hơn máy bay, hoặc là những người như thế này, những người như thế kia. Một trong những cách mà máy bay không thích ở phụ nữ. Khi nói chuyện với chim sẻ, máy bay cảm giác là mình được chia sẻ, mình có một người thật sự được chia sẻ và lắng nghe. Nếu như chim sẻ thật sự thích máy bay thì chim sẻ hoàn toàn có thể công khai cái điều đó trong một cái tập thể thật sự thích máy bay. Thì chim sẻ hãy đôi khi trong cuộc đời người ta chỉ cần 20 giây để điên, để làm một điều điên rồ. Xét về thời gian thì 20 giây là ngắn, nhưng về sự điên rồ quả là khó cho chim sẻ. Cái quyền quyết định ở đây không phải là tụi em,
là quyền quyết định cái chuyện nó như thế nào là ở người đó, và tụi em lại thì tụi em thì đâu có gì đâu để mà nhường nhau. Nếu mà hay nhất thì nên không không cần phải nói thẳng đâu, chỉ cần nói khéo hay nói thế nào đó để mà dâu hiểu được là hiện tại thì tình cảm của em và máy bay thì không phải là không còn, nhưng mà gần như là không có gì, thì để ít gì thì dâu cũng sẽ mở lòng mình hơn, và anh máy bay cũng sẽ hiểu dâu hơn trong những ngày sắp tới. Trong những ngày vừa rồi thì mọi người đang hướng dâu và máy bay thì em cũng hy vọng, thật ra em cũng viết trong nhật ký là em hy vọng đây là em cảm giác được họ là một cặp rất là đẹp đôi. Khi hôm bữa em có thấy một tấm hình giữa anh máy bay với dâu chụp chung và nhìn rất là hợp nhau, rất là đẹp. Em cảm giác nếu mà em thì sẽ không như vậy đâu, sẽ không có được đẹp như vậy đâu. Nếu mà em coi phim thì em cũng thích là cái anh này thành với cô này, chứ không thích là anh này thành với cô này. Em quên là anh em mình cũng đẹp như vậy hả? Thật khó để biết được câu nói vừa rồi của Ngựa Vằn là đùa hay thật. Dường như chim sẻ cũng đã nhận ra một điều gì đó khác thường từ người anh trai của mình, cho nên như là em bắt đầu nhận ra khi mà anh sau cái buổi mà em hẹn á, là mọi người đều cùng biết là em hẹn với ai rồi á, là máy bay á. Thì lúc đi về thì có nghe là anh buồn, nên là lúc đó em rất là bất ngờ, tại vì mặc dù em biết là anh này cũng quý em như em gái vậy đó, nhưng mà lúc đó tự nhiên em nghĩ tới một cái tình cảm khác hơn, tại vì chắc cũng nói em gái thì cũng hơi trên lúc em gái một chút xíu, đúng không? Và có lẽ là có cái gì ở đằng sau. Tôi có biết một câu chuyện là như này: nếu một chàng trai tấn công một cô gái thì vách ngăn giữa hai người là một bức tường bê tông dày 4 mét, nhưng một cô gái tấn công chàng trai thì lúc này vách giữa hai người chỉ là một tờ giấy mỏng tang. Cô chim sẻ này, nếu máy bay biết được rồi mà máy bay nói một câu là nếu bạn ấy muốn thì bạn ấy hãy bộc lộ đi trước mặt mọi người, tức là máy bay ở đây đang đứng đấy và đón nhận cái thành công của mình. Máy bay là một người đã nắm được đường cán. Có nghĩa là đã biết được chim sẻ và dâu thích mình rồi, cho nên là anh ta có sự chọn lựa bình thường thôi. Rõ ràng là bạn máy bay cũng đang cân đo đong đếm rất là nhiều. Đúng rồi. Giữa hai bạn, bạn này mà. Thì có cái điểm bạn ấy thích nhưng lại có cái điểm bạn ấy không thích, còn bạn này cũng có điểm bạn thích rồi có cái bạn ấy không thích, cuối cùng là bạn ấy hoàn toàn phân vân. Trong cái hoàn cảnh này nó phải là cảm xúc chứ không phải là sự chọn lựa. Tình yêu không phải là món hàng mà bạn chọn lựa. Thế còn bạn Ngựa Vằn đấy, chúng ta nhắc lại cái chuyện mà trên hình ảnh chúng ta cũng thấy là Ngựa Vằn cảm thấy vô cùng bức xúc khi mà chim sẻ hẹn với máy bay, đúng không? Đúng. Và bây giờ chim sẻ cũng đã thú nhận với Ngựa Vằn là một cái gì đó trên em gái. Chim sẻ đấy là có ý để cho câu chuyện nó mở hơn một chút thôi, nhưng mà tôi thấy quạt tì túc luôn, hì hụi quạt luôn, tự nhiên là năng lượng dâng trào đó. Quạt tức về đây, thấy chưa? Tức là bạn nghĩ gì thì bạn phải bộc lộ ra, chứ không thể là cứ nghĩ được. Đúng là càng ngày càng rắc rối, càng ngày càng phức tạp, nhưng đó là một trong những điều cực kỳ thu hút ở chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Bây giờ là lúc chúng ta cần phải nói lời tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Phức tạp nhất vẫn là câu chuyện tình tay ba của chim sẻ, máy bay và dâu. Ngựa Vằn vẫn là một ẩn số với những biểu hiện tình cảm không giải thích nổi. Chuyện gà điện và ròm đang dần rơi vào im lặng. Câu chuyện tình yêu của các thành viên sẽ tiếp diễn như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập 280. Mời các bạn đón xem. Thì đúng, có thể tất cả các thành viên còn lại thì đều thấy anh ấy bay rất là tuyệt vời, nhưng với anh thì anh là dân sắp chỗ em như là điểm danh mà. Thật là chớ chèo đó mà. Mình sẽ thể hiện nhiều hơn.